Như các bạn cũng đã biết, Nam OK là một YouTuber nổi tiếng với những video cuộc sống hài hước và pha ít quậy phá. Anh có rất nhiều fan hâm mộ ở Việt Nam. Mới đây một tin buồn đã đến với anh. Theo như được biết, anh đã mất vì tai nạn giao thông. Theo như nhiều người trên cộng đồng mạng cho biết, những hình ảnh và video mới đây của Nam OK có một số điềm báo nói trước cái chết của anh. Bạn hãy xem clip mới nhất của Nam OK, cô gái tên Luyến cùng làm việc với Nam OK. Ở cuối clip cô đã nói một câu là: nếu ngày mai các bạn không thấy Nam OK nữa là các bạn biết rồi đấy. Và thực sự điều đó đã xảy ra. Cùng xem lại đoạn video định mệnh đó nhé. Xin mời. Tao kêu cho mày không bao giờ, tao phải cúng tế mày lên mày. Tao tưởng là nhớ mày đã xác chặt xác nó nhét vào trong vali tẩu tán luôn. Mai mà mọi người không thấy Nam OK lên video nữa thì đúng là mọi người phải biết là Nam OK đã phạm một tội tày đình với tôi. Tiếp theo đấy, bây giờ tôi sẽ xuống bên dưới và tôi bắt cúng cổ mày chặt xác của ta. Đấy. Nhiều người nói rằng đó chỉ là một câu nói vui, nhưng nó lại là điềm báo trước cho Nam. Và một bức ảnh mới đây của Nam với dòng trạng thái tấm thân này phơi ngoài đồng cỏ đã khiến cho các fan thêm kinh hãi về điềm báo này. Nhiều bình luận ghi rằng đúng thật, thân bây giờ phơi ngoài cỏ luôn. Một số người còn nói không nên đưa các từ chết hay thứ gì đó liên quan lên trên mạng vì rất có thể nó sẽ thành sự thật. Bạn cảm thấy thế nào? Đây có phải là một điềm báo hay không? Theo như các mạng xã hội của nhóm Nam OK, vẫn chưa có thông tin gì về sự việc. Sau đây, mình cũng xin chia buồn với gia đình Nam OK. Thật sự mình rất tiếc cho anh. Chúc anh an nghỉ. Một lần nữa chia buồn cùng gia đình. Xin thứ lỗi.